Bây giờ cái cảm giác mỗi người chúng ta nè, quý vị thấy ai mà hẹp hòi quý vị thích không? Hẹp hòi, cái người hẹp hòi là không có vui đâu. Cái người hẹp hòi là không bao giờ bô lô bô la đâu. Cái người mà bô lô bô la là rộng rãi á. Thí dụ như mà rộng rãi rồi mình gặp người ta nói: chị ba, tờ ớ ngồi xuống nước. Còn cái bà mà hẹp hòi nghe: chị ba, hẹp hòi mà. Nên con người có thể thay đổi được cái tính đó đó nghe. Nó thay đổi cái tính đó. Chứ đừng có mà mình cái kiểu mà tính tình mình keo. Keo là nó không có phát lên đâu. Mà dù có giàu mà đối với mấy người keo cũng khổ nữa. Cái người keo mà giàu cũng khổ nữa. Còn cái người nghèo mà rộng rãi cũng vui nữa. Không có khổ đâu. Quý vị tin nghèo mà có người rộng rãi không? Quý vị hỏi nghèo mà sao rộng rãi? Nghèo mà rộng rãi á. Nghèo mà có nhiêu ăn hết nhiêu đó. Nghèo hoài luôn. Thì có nhiều ăn hết giờ nhiều làm sao giàu được. Nhưng mà ngộ tay nó không có khổ. Mà nhớ nè, cho người ta ăn nữa thì không có khổ. Còn nếu như có nhiều mình ăn, chỉ có một mình ăn thôi là mình khổ thiệt. Vậy đâu phải rộng rãi đâu. Mình có đồ ăn mình ăn mà rộng rãi gì. Mình có đồ ăn mình chia cho người ta ăn thì sao mà mình khổ. Mai mốt mình hết đồ ăn có người đem cho mình ăn à. Bây giờ như chùa mình có gì cũng cho người ta, chứ mai mốt chùa mình mà hết gạo người ta đem lại. Còn người ta không đem lại thì thôi. Con người mình sống lúc nào nó cũng thòng câu chứ nha. Lúc nào nó cũng thòng câu chứ thì con người mình tự tại dữ lắm. Thấy không? Chứ không thôi mình bị hụt hẳn thì sao? Nên nó giống như mình giúp cho người ta mình không có cầu. Nhưng mà nó có, nhưng mà có khi phước mình chưa đủ, nó chưa đến. Chứ không phải là nó không có đâu, nó có đó. Đó, nên chúng ta nghe Phật pháp phải không? Cái lớp vì giáo dục trẻ em như quý vị nghe phải có nhân quả không? Nhân quả vô đó chứ gì. Có nhân quả đó. Nếu như mà cái nền giáo dục mà nó không có chữ nhân quả bước vào, đố mà nền giáo dục này đạt đó. Nó phải có chữ nhân quả bước vào, con người người ta nó mới nhìn nhận về, đến với mình và đến với ta. Thấy không? Nhân quả là đến với mình đến ta đó. Nhân quả giống như là luyện banh vậy đó. Luyện vào tường thì dội ra. Mình luyện sao thì nó ra với mình vậy. Con người mình đến với người ta làm sao thì người ta sẽ đến với mình vậy y rang luôn. Nên mình nên đến với người ta làm sao mà bằng cái nội tâm mình chung nghĩa, vui vẻ, hoan hỷ. Đừng có sợ thiệt thòi nghe. Mình sợ thiệt thòi là mình không bao giờ có tình bạn nhiều đâu. Mình mà cái gì mình cũng sợ thiệt thòi, mình so đo tính toán là mình không có bạn đâu. Các con nhớ nè, một con người mà thường mà so đo tính toán là không có bạn đâu các con. Các con đi vô trường học mà một đứa mà bạn nhiều là đứa gì? Bô lô bô la rộng rãi. Có cái gì miếng bánh chia, chia bạn nè, chia bạn nè, chia bạn nè. Có đồ ăn dĩ nhà cầm theo chia cho bạn nè, chia cho bạn nè. Bạn bao la. Mà người ta thích mình nhiều lắm. Mà một con người mà như vậy nó nghe sau này làm ăn đối tác rất là đông. Tại vì tính từ khi còn nhỏ đã như vậy rồi. Thì sau này là làm ăn cái gì cũng thích chia cho người ta chứ á. Mà con người mình càng chia cho người ta thì mình càng giàu. Càng chia cho người ta chừng nào thì càng giàu chừng nấy. Tại vì sao? Mình tạo điều kiện cho người ta cơ hội là người ta sẽ tạo cho mình cơ hội. Mình tạo cho quá nhiều người cơ hội là người ta sẽ rất nhiều người tạo cho mình cơ hội. Nên cái giàu nhất của con người là con người đi tạo cơ hội cho người ta. Nhiều chừng nào thì mình càng có cơ hội nhiều chừng nấy. Chứ không phải là mình cho người ta rồi mình không có đâu tầm bậy. Chính những đức nuôi chúng 1,000+ người là do cái tâm những đức á. Những đức có gì những đức đem chia cho người ta chân à. Lạ ta không có thiếu. Đó nên á, chứ đừng có nói rằng bây giờ nói gạo nhiều nếp nhiều người ta không cúng. Người ta cúng nữa bây giờ. Người ta phái đem là cúng. Tại vì cúng mình đem cho người ta chứ. Mình tu phước giùm cho người ta mà. Đó nên cái người mà cúng cho chùa, cúng mà nhà chùa đem tặng cho người ta là vì có phước lớn vậy lắm. Còn cái người mà không hiểu á, đem gạo đem nếp đến chùa cúng á, cúng xong mà nhà chùa cho người ta cái tức. Cái này là tào lao, không hiểu nè. Tức là gì? Trời trời, tôi cúng ở nhà chùa mà sao nhà chùa không ăn đem cho người ta hết trơn người chợ. Thì nhà chùa với người ta có khác gì đâu. Người ta ăn cũng như mình ăn thôi. Cái câu người xưa nói rất là hay nghe. Người ta ăn thì còn mà mình ăn thì hết. Vậy thì mình không ăn được không? Mình ăn một chút. Còn như mình cho người ta ăn. Đó, vậy thì mình có ăn hoài. Các con nhớ nghe không? Sau này mà lớn lên đó, đối với anh chị em không có được giành của cải đâu.
Con người mà dành của cải với anh chị em là con người này hết xài. Bạn mà bạn như vậy cũng không chơi chung luôn. Anh chị em nó mà nó còn dành của mà không chi với mình, mình đánh ngược lại tư tưởng. Bây giờ thí dụ như bây giờ mấy nhỏ gái đi, cái thằng trai này nó chửi cha mắng mẹ nó đi, mà nó nói nó thương các con. Không có thương đâu, nó xạo đó. Cái thằng nào mà chửi cha mắng mẹ, nó bỏ cha mẹ nó mà nó chạy theo mình là nó không có thương các con đâu. Tầm bậy, cha mẹ nó đẻ nó ra nuôi nó tới lớn mà nó còn bỏ cha mẹ nó mà chỉ thương mình. Thương mình là do bây giờ mình đẹp á, nó mới thương mình. Chứ mai mốt mà nó lấy được mình là nó đá mình liền, nó quýnh mình liền. Tại vì sao? Vì mình thấy bộ mặt rõ ràng là cha mẹ họ sinh, họ nuôi, họ không lớn mà họ còn bỏ mà. Vậy thì làm sao họ thương mình, đúng không? Còn ví dụ như mình chơi với bạn đi, mà bạn của mình nó chửi cha mắng mẹ nó đi, mà nó đi chơi với mình, cha mẹ nó làm cực khổ nghe, mà nó không giúp cho cha mẹ nó, mà nó làm có tiền nhiêu nó xài không, nó chơi với mình. Vậy thì mình phải khuyên thằng bạn, nói bạn ơi, tôi thấy bạn diễn có được, tôi chơi với bạn á, thì bạn phải đối xử với cha mẹ bạn làm sao để mà cha mẹ bạn còn tiếp nhận tôi. Còn tôi chơi với bạn mà tôi thấy bạn hỗn với cha mẹ bạn quá, nếu mà cứ cái đà này tôi không có chơi với bạn được. Tại vì tôi chơi với bạn là tôi bị mang tiếng luôn rồi. Rồi không khéo gia đình bạn lại nói là tôi xúi bạn làm tầm bậy, nên bạn sửa lại thì tôi chơi với bạn. Còn nếu như bạn mà đối xử với cha mẹ bạn, bạn ơi, nhà mình khó, mẹ cha cực quá, tôi đi chơi với bạn tôi không có muốn bạn trả tiền đâu, tại vì tôi muốn đồng tiền này bạn có được bạn đưa cho cha mẹ bạn đi. Chứ tôi biết gia đình bạn khó, nên mình chơi với bạn như vậy mình con người mới có nghĩa. Mình con người mới có nghĩa. Những đứa hồi đó có người bạn á, khi mà chơi chung á, những đứa nhớ cái ăn tình hoài luôn. Hồi đó mình nghèo, mình đi làm cho nhà bạn, mình chơi với bạn nhưng mà mình đi làm công cho nhà bạn đó đó. Mà mình đi chơi là mình đâu có tiền đâu, mà cứ chầu nào bạn cũng trả. Dưới quê thì mấy quán cốc nhỏ nhỏ vậy thôi mà cũng có tiền. Nhưng mà đi chơi là bạn cứ trả hoài vậy đó. Rồi xong cái là từ từ cái bạn cứ ưa nhét tiền vô túi mình. Cứ là đi chơi là đi ra ngoài đi vệ sinh là bạn cứ nhét tiền vô túi, nhét tiền vô túi cho mình trả. Vậy mà cuộc đời của mình luôn luôn á, nhớ cái tình bạn đó đó, nhớ cái tình bạn đó đẹp quá. Và bạn đến với mình về tiền bạc, bạn có bao giờ suy nghĩ, và chưa bao giờ nói một lời gì mà anh em mà bạn bè mà kiểu mà mình làm công cho người ta mà người ta xem thường có. Thì mình quý cái tình bạn đó đó nghe. Vậy mà giữa mình với người bạn đó chơi nhau mấy chục năm, chơi nhau mấy chục năm luôn. Dù bây giờ những đứa đi tu, nhưng mà đối với tình bạn với người bạn đó những đứa thân dữ lắm. Tại vì sao? Vì có người có tình có nghĩa, hiền có tình có nghĩa là mình chơi mãi mãi à. Nhiều bạn nhưng mà có người bạn vậy quý dữ lắm. Nên cỡ nào đi chăng nữa, những đứa với người bạn đó và gia đình bạn nó thân dữ lắm. Những đứa xem cha mẹ bạn nó như cha mẹ mình. Giống như trên thành phố những đứa quen cái anh này, ảnh là chủ, ảnh là chủ mà cũng là bạn những đứa luôn. Hồi xưa những đứa làm cho ảnh mà ảnh coi những đứa như anh em vậy đó. Thì những đứa quý ảnh, thì những đứa lo cho cha mẹ ảnh, giờ những đứa nuôi cha mẹ ảnh. Thấy không? Đó là nghĩa đó. Còn cái người bạn ở dưới quê là ngày xưa những đứa cũng là kêu đưa mẹ lên, lúc mẹ bệnh đưa lên đây những đứa hộ niệm, lúc mẹ bệnh cũng ở đây. Rồi cha của bạn đó thì những đứa thường nói là thôi cứ sau này đủ duyên cho ba lên đây ở đây đi, ở trong chùa đi. Có nghĩa là tình bạn có cái nghĩa, cái nghĩa tình anh em. Có nghĩa là những đức rất là thích sống như vậy, thích sống như vậy đó. Nên từ nơi đó mà dạy các cháu, các con à, con người mình sống mà có tình có nghĩa, có chữ chung nữa thì thôi cuộc đời của con đặc biệt lắm. Dù nghèo nhưng mà vẫn vui, còn hơn là cái người sống mà hèn mọn ích kỷ, giàu đổi bạn sang đổi vợ, nó không có ý nghĩa gì đâu. Con người mình khi giàu sang mà mình ngước mặt mình nhìn cao quá, có ngày coi chừng mình đâm đầu vô xe mình chết. Chứ không giỡn đâu, ngước mặt cao quá, giàu cái là đổi tính. Như con người mình, từ cái nhân cách con người mình cũng để cho người ta thương. Chứ đừng có mà có tiền của một chút cái xạo. Giống ngày xưa bây hổm như đứa kể câu chuyện mà dưới quê có những người mà mới mua được chiếc xe Honda, trời ô trời chạy xe. Ở dưới quê là nó ngộ lắm. Mỗi lần mua mà chạy xe mà cái tướng xạo xạo là nó chạy ngang là nó tạo nghiệp nhiều lắm.
Hồi xưa bản thân mình dưới quê mình cũng tạo nghiệp vậy đó, thấy ai mà chạy xe xạo xạo mình nói tôi luyện đá cái chết bây giờ. Thấy không? Đó đó đó. Cái nhân cách con người nó quan trọng tới ghê chưa? Nó bây giờ mình mua được cái của cải gì mình đừng có xạo, hoặc là mình cắt cái nhà xong cái mình cầm điếu thuốc rồi làm nè. Trời ơi, mình tạo nghiệp đó. Nhiều người nó ghét mình, nó chù ẻo mình, giết mình hết phước mình cũng chết. Thấy không? Nó tạo nghiệp lây. Đó, nên mình nghe đạo gì rồi mấy cái hành động đó quan trọng lắm. Hoặc là mình là phụ nữ, mình vừa mua được cái bộ đồ gì đẹp đẹp, hay mua được cọng dây chuyền gì đẹp đẹp, cái đầu mình cái kiểu mà mình chưa nghe đạo đó, đeo cái để ngoài đi. Khiến ăn trộm nó giật bà chết. Có cổ cải màu phe là có ngày chết. Người ta bây giờ người ta đang khổ mà Tết năm nay mà bà đặt mua cọng dây chuyền đeo mà đi bằng cái áo dây đi. Trời ơi, nó chạy ra nó giật một cái mà lộn mèo mà chết. Nên mấy bà nghe lời tôi, mấy bà đeo dây chuyền Ai Di Đà Phật á, cái cọng dây chuyền á mà chữ Ai Di Đà Phật, hoặc là cọng dây chuyền màu đen, hoặc là đeo cái máy niệm Phật của những đức đi đố ai giật. Ai mà ban là giật cái máy niệm Phật mà nó phạt lột ra nè, nó lột ra đưa luôn. Còn gặp mà dây chuyền thiệt thấy không, nên nó có của màu khoe là dễ có tai họa lắm đó, chứ không giỡn đâu, nghe chưa? Tai họa đến đó đó, nên nó từ nơi đó mà của cải là tai họa, mà không khéo là chết, đừng có nói giỡn. Nên cái người mà nhà Đức hướng dẫn á, là cái người khéo léo, hoặc là có vàng đồ đeo, mà kiểu mà vàng mà đeo lắc rồi đó, đeo mà làm bộ đeo cái xong như nhà Đức ngày xưa xạo cái tay. Trời ơi, lâu lâu được mua chiếc nhẫn có chút xíu xíu, cầm ly cà phê pha mà cái tay làm vậy nè, xạo kinh khủng luôn á. Bởi vì nghèo hoài. Bây giờ như Đức nói những điều này cho mấy cháu nghe, con đừng có học theo, nghe chưa? Xấu á. Vừa mua được chiếc nhẫn cái đầu á, cầm cái ly á, hồi xưa thì cầm cái muỗng là cầm gì cơ mà quậy ly quậy lị vậy, mà giờ mua chiếc nhẫn cái đầu cầm có hai ngón còn ngón kia, ý là mới mua chiếc nhẫn đó. Trời ơi trời, xạo ác cả. Nghèo mà được gì chút xạo vậy lắm, cái đó là xấu đó các con. Còn hồi xưa mà mua được cọng dây chuyền á, trời ơi trời, đeo cái đó, mở nút áo ra để cho tao thấy cọng dây chuyền, vài bữa cọng dây chuyền mất tiêu gầy tú cái chết. Đúng là lên voi xuống chó mấy hồn, thấy chưa? Nên những Đức nói cái nhân cách con người nó quan trọng thế ghê. Nếu như mình mà không học được cái nhân cách con người mình tệ lắm. Đây nè, chính cái hành động không biết mắc cỡ là gì, nghèo mà muốn ra dễ giàu không à. Đây rõ ràng luôn nè, những Đức nè, không cần nói ai. Hồi xưa mà nghèo muốn chết luôn, mà lâu lâu mà mua được cái gì cái là xạo liền. Hồi đó mua được cọng dây chuyền đeo có 2 tháng mất tiêu, mà xạo trời ơi, đi đâu cũng mở nút áo rồi đi, tướng lùn xỉn như dịch đẹp mà đi. Kinh khủng vậy đó. Mà phái hồi xưa phái mấy cái đồng hồ xi vàng lắm nghe. Trời ơi, mà đâu có tiền đâu mua đồng hồ xịn. Mua mấy cái đồng hồ mà chờ nó bán 35.000 nó xi vàng, về đeo có 7 ngày lột ra cắt bay mất tiêu màu vàng, còn màu đen thui tại 35.000 à. Nó vậy đó. Còn gặp ta mang đâu dài mà xịn xịn á, trời ơi, ra chờ mua kêu nó ngọt mà xạo lắm nha. Xong cái đầu mà nghèo mà xạo, bởi vì nghèo hoài. Mang đâu dài vô một cái bắt đầu là ngồi nghe kêu mấy thằng đánh dài, em lỡ anh biểu đánh dài chỗ là trời, đánh có một lần một mang đâu dài bỏ luôn. Dài đánh có một lần một mà, tại vì sao? Dài nhái đánh nó đánh dài mà kêu đánh về. Mình nói đánh mạnh cho dạy đền mày chết luôn. Dạy mới mua 35.000 đó con, mày đánh nhẹ nhẹ giùm tao, đấm cho bóng bóng lên, tao mang 7 ngày Tết là được. Đúng 7 ngày Tết xúc banh chành hết chứ. Trời ơi, vậy mà nó xạo kinh khủng luôn. Nên thấy không, đây là một cái hành động sai nghe chưa. Các con nhớ những cái điều nhà Đức hướng dẫn, lấy chính mình ra để nói luôn đó, để cho các con sau này, con người mình á, từ cái nhân cách mà người ta tiếp nhận các con đó, cái nhân cách á,
Các con nhớ này, không phải là mình xấu, mình nghèo mà ta coi thường mình đâu, mà là do cái nhân cách mình mà ta coi thường mình. Xấu nghèo không phải là một cái tội đâu. Mình có quyền chơi với người ta mà người ta có quyền không chơi với mình, không có ai cản ai cái điều đó. Chúng ta có quyền ăn cơm của nhà mình chứ không có xin cơm của ai. Thì chúng ta nghèo giàu gì đó là chuyện của chúng ta, nhưng mà do cái nhân cách của người mình mà bị người ta xem thường. Giống như nghèo mà ra rẻ nên người ta xem thường. Nên những đức nè, nghèo mà bị người ta xem thường là do gì? Cái nhân cách mình thiếu, thấy không? Nên các con đừng có học theo cái nhân cách xấu đó, không có nên đâu. Còn nhà giàu mà xạo xạo là người ta quýnh mà chết. Ồ, giàu mà xạo xạo á đó, kiểu như bây giờ sau này có con đi du học nước ngoài nghe, đi du học nước ngoài về lại quê mình cứ đi làm gì nè, nó quýnh mà chết. Trời là trời, nó nói học được bao nhiêu mà xạo chứ, mà bước vô ngồi nói chuyện mà nói trên trời dưới biển luôn không, nó quýnh chết. Ở dưới quê nó nhậu vô xong nó quýnh mà chết. Ồ, ở dưới quê là nó kỳ cục lắm nghe, nó chưa nhậu nó không nói gì đâu, nhưng mà mình nói chuyện xạo xạo nó canh mình. Nó canh xong nó uống vài ly rượu xong nó kiếm chuyện, xong kiếm chuyện mình nói tào lao là nó quất mình liền. Đó, cái nhân cách sống nó quan trọng. Nên từ nơi đó có học cao hiểu rộng gì, mình cứ khép nép, rồi mình có người mình cứ sống đơn giản thôi, là người ta thương các con dữ lắm. Đi đến đâu người ta cũng thương chứ á. Đó, nên những điều mà những đức chia sẻ đây nó rất là gần gũi về hai chữ chung nghĩa. À, con người mà sống có chung có nghĩa là đi đâu người ta cũng thương chứ á. Nhận Đức nói thiệt, Nhận Đức mạnh dạn nói một câu là con người Nhận Đức sống không bao giờ phản người khác. À, không bao giờ Nhận Đức phản người ta. Tại vì sao? Con người mình sống phản người ta là mình bất an lắm. Thí dụ như mình phản người ta là mình rất là bất an. Con người mình sống mà không có phản ai thì sao mà mình bất an được. Nhận Đức gặp Hòa Thượng, Nhận Đức nói Hòa Thượng ơi, trong cuộc đời Hòa Thượng tu hành, Hòa Thượng cũng nuôi nhiều đệ tử từ nhỏ, nhưng mà có những đệ tử nó phản Hòa Thượng. Nhưng mà Hòa Thượng cũng đừng bao giờ đặt cái vị trí đó mà Hòa Thượng lại gặp ai cũng lo. Trong cuộc đời có khi Hòa Thượng cũng gặp những người ta không có phản mình đâu, chứ không phải ai cũng vậy đâu. Tại vì khi mình hiểu được cuộc đời này nó vô thường thì mình đi phản người ta làm chi cho nó mệt thêm. Thực sự mà nói, Như Đức hiểu rồi. Nên cuộc đời Như Đức bây giờ sống nó đặc biệt lắm các con, vui lắm. À, nên những Đức thường nói câu là đúng là sao mà học Phật nó đặc biệt quá trời. Học Phật gì đâu mà nó vui vẻ gì đâu á. Nó trời, cấp trước mà gặp mà ngày nay nè, bữa nay giờ này nè, là đang lạng lạng ở bên quận 8 giờ này, lạng trầu trầu lạng, mà lúc đó cái mỏ nhọn quét đi đâu. Những Đức cái thờ mà trên quận 8 ở trên thành phố, là lúc đó Những Đức gọi là người vô đạo á, là người không có đạo á, không biết đạo Phật, không biết đạo gì chứ á, nhưng mà gặp nơi nào vui là nhào vô. Thấy người ta đông á, ngày nay là tự nhiên cũng lao theo người ta, người ta chạy đi xèo xèo đi, mình đi theo ha. Cái đầu đi đến mấy cái chỗ mà người ta mà dọn cái nơi mà đẹp đẹp, mà chỗ mà Đức Chúa làm đẹp đẹp á, đầu ghé vô nha, đi rồi bộ nha, kinh kênh rồi. Đi Phật kinh kênh biết gì không? Đi kiếm gái. Ồ, đi khơ, tối ngày đi tìm. Đi. Ồ, cho chậu, 5-7 thằng vậy đó. Mà đúng nha, khi ghê thiệt. Bây giờ mình mới thấy, ngày xưa mình tàu lao thiệt. Lũi gì mà đi từ lúc mà 6 giờ chiều mà chạy một chút đi đổ xăng, rồi bắt đầu chạy một chút có đói bụng đi ăn một tiếu gõ, cứ chạy như vậy. Rồi 11 giờ mấy bắt đầu đi nhậu xong đi karaoke, xong tiếp tục tới 3 giờ sáng. Sáng mai đi về làm mặt vậy nè. Mấy bạn hỏi, ồ tối đi Noel vui không? Vui, vui lắm. Vui cái gì đâu, đi khơ khơ không? Chạy vòng đường Phạm Thế Hiển á, quận 8 chạy vòng vậy đó. Trời ơi, chạy tối ngày. Mình thấy đúng rõ ràng. Bây giờ mình biết đạo rồi, tự nhiên mình có một cái nơi đi về, thấy chưa? Về đây ngồi cái thấy yên ghê. Yên. Nó. Từ nơi đó mà đúng là mình đi khơ khơ, mình không biết một cái gì hết trơn. Bây giờ ngồi ở đây cũng nghe được buổi nói chuyện. Sau này mấy đứa nhỏ này nó lớn lên, nó không có làm như Những Đức. Những Đức chịu một khoảng thời gian dài quá, tào lao không à. Nó vậy mà 11 năm trên thành phố không có một cái thứ gì chứ chợ là chợ. Không mà chắc cũng đánh đổi được cái kinh nghiệm trong cuộc đời. Chứ tào lao vậy mà bây giờ đi tu rồi mới thấy cái đó là một cái điều, cái hành động sai.
Rồi tự nhiên mình nêu lên cho các cháu, nên các con á, là sống ở trong cái cuộc đời này ít gì mình cũng phải có một cái đạo gì. Như Đức tin chắc rằng á, cái nền giáo dục ở đạo Thiên Chúa là cái nền giáo dục thiện chứ không có tệ đâu. Thiện đó, thiện đó. Nên á, mình ngồi mình nghe gì để mình biết á, những Đức lấy những Đức ra để Đức nói rõ ràng á, những cái điều mà ngày xưa mình đã từng sai á, thấy chưa, nói rõ cho con nghe đó. Nó rồi ví dụ như nãy câu những Đức chỉ con gái mà ngồi mà chành bành là không có được, thấy chưa, câu này nhớ hoài luôn. Ngồi cái gì cũng khép nép, dù mình chạy xe Honda không lẽ con gái mà chạy xe Honda mà không lẽ bành kiểu đó, chắc là cho gái rồi mà ghê vậy chậu, gái chạy xe Honda kỳ cậu bi. Bây giờ không lẽ sau này có con bận cái riếp mà không lẽ có con chạy xe Honda, con chạy gì cậu, là tàu chắc chạy xe ra đường chắc chạy một vòng chắc nó lọt con mắt người ta tùm lum tùm la chứ, hiểu chưa. Nó thấy không, cái hành động đó đó, nó cái việc nhỏ nhỏ nhớ cả đời nghe, nhớ là con gái phải ngồi khép nép chứ không con gân gái mà ngồi chành bành chẳng hạn là coi mới được, hiểu chưa. Hoặc là con gái mà ngồi mà kiểu mà chân trên chân dưới mà nhịp nhịp chân xấu lắm á các con, gái con mới được vậy đâu nghe. Ồ, mắt cái nhân cách lắm á, nó nghe gì cho nó nhớ hoài luôn á, không giỡn đâu. Bây giờ những Đức nói bài học hôm nay các con chỉ cần nhớ cái câu này thôi, cũng con cũng có vốn đi rồi đó. Có vốn mà, thấy chưa, nhấn mạnh cái câu này quan trọng lắm á. Rồi con gái á, dù là xấu gì đi chăng nữa, nhưng mà đừng có cái kiểu mà các con đứng giữa đường giữa sáng mà có con ăn mà con ngốn ăn. Cái kiểu như bây giờ còn nhỏ gì, tuy là nó nhỏ nhưng mà nó học thành quen cái tính. Ví dụ như bây giờ ăn cái gì mình lợi chỗ nào mình ngồi mình ăn đàng hoàng. Chứ đừng có cái kiểu mà các con mà đứng giữa đường giữa xá mà cầm cái cây kem nha. Kiểu đó là kỳ cục vậy lắm. Không có đặc biệt gì đâu. Nói, bên nay hai câu này thôi cũng lấy vốn. Thấy không? Đó, nên từ thí dụ như bây giờ đi, mấy thằng trai đi, các con ngồi nghe giảng bài mà các con ngồi gung chân đi. Trời ơi, người ta chỉ cần nhìn cái hành động này thôi là người ta biết các con học tập làm sao rồi. Cái kiểu ngồi nghe giảng bài mà ngồi cái chân lắc cái mặt là biết rồi. Biết rồi, chắc chắn luôn. Là biết cái người này học tập làm sao rồi. Không có tâm cung kính sao học. Nó một phần thành kính được một phần lợi ích, mình không có tâm cung kính sao học. Con nhớ á, cái này quan trọng lắm á. Mình đi một ngày đàn học một sàn khôn, đi đến đâu học được chung đến đó. Cuộc đời như Đức đã từng sai, như Đức nói những điều sai cho các con nghe đó, rõ ràng học mặt trái, thấy chưa, để cho người ta tránh á, cái sai đó đó. Đó, một cái hành động của mình nó nguy hiểm dữ lắm. Nó nên mỗi lần mà chùa mình á, cái lớp đạo làm con này nè, là buổi nào cuối cùng cũng có những người mà người ta ngày sinh nhật ngày hôm nay. Nhớ, cái ngày sinh nhật của mình là cái ngày mà mẹ mình sinh mình khó với nó. Tất cả các đứa nhỏ nghe nhớ nè, những Đức nói nếu như các con mà biết niệm Phật á, cái ngày đó các con nên niệm Phật nhiều thêm chút, hồi hướng cho cha mẹ, cầu an cho cha mẹ, cầu siêu cho cha mẹ là đúng dữ lắm đó. Những Đức nói thiệt nghe, nếu như mỗi năm ngày sinh nhật phải nghỉ một ngày, biết chi không, đi vô chùa tu một ngày, ăn chay một ngày để hồi hướng cho cha mẹ. Nếu như cái hành động này mà người làm con mà làm đó nghe, sau này con quý vị nó làm y rang như quý vị làm với cha mẹ vị luôn. Theo những Đức nghĩ rằng là mỗi năm sinh nhật là phải nghỉ một ngày, nghỉ một ngày đi vô chùa tu, lễ Phật niệm Phật ăn chay một ngày. Nó ngay cái ngày sinh nhật của mình là tuyệt đối, dù có vợ có chồng ngày đó tuyệt đối vợ chồng không có ăn nằm ngày đó, cự kiên cử ngày đó luôn. Tại vì sao? Ngày cha mẹ sinh mình phải giữ cái tâm đàng hoàng để ngày đó mình hồi hướng cho cha mẹ mình. Rồi mỗi năm ngày đám giỗ của cha mẹ tuyệt đối cái chuyện vợ chồng không có ăn nằm. Tại vì ngày đám giỗ của cha mẹ mình phải giữ tâm làm sao để mà mình hồi hướng cho cha mẹ, thì nó có cái nghĩa tình, cái nghĩa tình của một con người đến với con người. Nên các con mà làm được điều này hay lắm. Chứ đừng có nói mà bây giờ mà người ta sinh nhật là cứ đòi tiền bạc, đòi quà của cha mẹ không à. Không có biết cha mẹ mình đổ bao nhiêu giọt mồ hôi hả? Bây giờ những Đức nói các con nghe này, mình nghèo mình phải biết gia đình mình nghèo chứ. Nhà mình nghèo mình cứ nhìn cao mà người ta giàu kể người ta. Bây giờ các con nhớ, nghèo không phải là một cái tội. Nếu nhà mình nghèo mà các con á thấy nhà người ta, mẹ cha người ta mua cho người ta được chiếc xe điện, đạp điện, cái mình nói mẹ ơi, nhà nhỏ kế bên mua chiếc xe đạp điện con thích quá
Các con là người không có hiểu biết. Các con phải biết gia đình mình sao. Mình không có làm cho cha mẹ bận tâm. Cái đứa bé mà nó biết chuyện đó nghe, nhà mình mà nghèo mà mẹ cha muốn mua gì cho mình mà nói không không, con có thích đi cái đó đâu, con thích đi chiếc xe bình thường này nè. Thí dụ như các con mà đứa biết chuyện đó nghe, Tết nhất cha mẹ dẫn mình đi mua đồ ở trong siêu thị rồi đó con, mình biết nhà mình nghèo, dù nhà giàu đi chăng nữa mình phải tích phước. Mình chọn cái món đồ đừng có đáng giá quá, đừng có chọn cái món đồ đáng giá quá. Sau này mà lớn lên cái hành động các con gái mà có bạn trai á, cái thằng con trai mà nó thương các con mà nó không bao giờ bỏ là cái đứa gì nè. Khi mà nó dẫn mình đi mua đồ đồ này kia đó, là mình chọn đồ rẻ không à. Dù là nó rất là giàu nhưng mà mình không bao giờ chọn đồ đáng giá. Tại mình chọn đồ đáng giá là cái thằng con trai nó đánh giá mình liền. Mình chọn đồ rẻ. Con người như vậy là người ta chọn mình. Lạ người ta chọn mình. Nên có những người ta giàu mà tại sao người ta đi chọn ô sin, người ta cưới vợ cho con người ta. Người ta nói một câu rằng nhà tôi giàu đâu có thiếu tiền, nhưng mà thiếu cái người giữ của. Nên người ta chọn cái người đảm đang siêng năng để người ta cưới vợ cho con người ta. Người như vậy mới thật sự là người có góc độ. Người có góc độ. Nên á, mỗi năm sinh nhật không phải là để đòi quà, mà mỗi năm sinh nhật là để làm việc phước đức, hồi hướng cầu an cho cha mẹ, cầu siêu cho cha mẹ là đúng. Nên á, chùa mình á, thì tuần nào lớp đạo làm con này cũng có cái sinh nhật. Mà cái buổi chia sẻ này nhiều đứa con người ta cũng được nghe. Nhiều người làm cha làm mẹ cũng đừng có nên tạo dựng cho con như vậy. Bây giờ á, quý vị thương con, quý vị chiều con, quý vị không dạy nó. Ngày sinh nhật cái nó đòi ăn đùi gà mà rán vậy đó, đùi gà chiên á, nó đòi ăn. Nó đòi ăn mấy con vật như tôm, đồ luộc, nước dừa, đồ nó đòi ăn. Bây giờ mình nghĩ đi, cái ngày cha mẹ mình sinh mình như vậy mà mình còn đòi ăn uống những cái đồ sắc xanh vậy là nó không nên. Bây giờ người ta không biết đạo thì thôi, mà bây giờ mình đã biết đạo rồi thì mình phải làm sao cho mình có người có phước đức. Khi con người mà nó có phước đức rồi là nó đặc biệt dữ lắm. Nó nên những cái điều mà những đức chia sẻ đây cho tất cả các cháu nhỏ ở đây, tự nhiên con quý vị nó biết an phận à. Cái người mà biết an phận thì con người có phước. Con người mà không biết an phận là con người vô phước liền vậy đó. Nên con của mình mà giàu nhưng mà mình tập cho con mình sống biết an phận. Đừng có nhìn cao quá nghe. Con mình mà mình dạy cho nhìn cao quá là không có đặc biệt. Thí dụ như có nhiều đứa bé nhỏ nhỏ ngồi đây nè, những đức nhìn xuống những đức thấy con nít có chút xíu mà nó có thiện căn vô cùng. Quý vị hãy coi cái lớp học mình đi. Có nhiều đứa bé nó nhỏ xíu mà quý vị thấy nó có dám giỡn hết nói chuyện không? Cái này mới là cái điều lạ nè. Hôm qua những đứa gặp ông thầy, ông nói một câu gì nè. Tôi thấy thầy á, dạy cái lớp đạo làm con mấy đứa nít á, tôi thấy tôi mê quá. Tôi cũng mở ra cái lớp tôi dạy. Tôi dạy có 3 ngày. Nghỉ dạy luôn. Nó có 8 đứa thôi mà tôi ở trên tôi nói chuyện nói với nó đá banh mà nó quậy á đạn, nó đá banh mà nó lấy trái banh ra cái tôi để xuống nó nhắm ngay tôi. Nó chợ là chợ sao mà ông nói chuyện sao mà nó ngồi im gu. Tôi dạy có 8 đứa mà nó đem trái banh theo, tôi tưởng nó là đem trái banh theo nó chơi thôi, nó làm gì đâu. Vậy mà nó đem trái banh theo nó để ngay trước mặt tôi cơ đâu. Nhấp, tôi sợ tôi đá gãy lỗ mũi, tôi không có nói giảng gì được hết trơn. Tôi nói chỉ có mấy phút, tôi nói thôi nghỉ, rồi tôi bỏ cuộc luôn. Bây giờ tôi đến đây tôi hỏi ông là ông có cái tuyệt chiêu gì mà ông dạy mấy đứa nhỏ? Những đứa nó có tuyệt chiêu gì đâu? Thì ông thương nó, ông dạy mà ông có mua gì cho nó ăn không? Có cho nó ăn cơm không? Ông nói không, tiền đâu mua, nó không có được rồi. Ông không cho nó cái gì hết trơn á, nó không có ngồi đâu. Mà ông không thương nó, ông không làm nó vui, nó không có ngồi đâu. Ông phải nói chuyện vui vui. Nó bởi vậy sao tôi nói chuyện cứ ngắt là nó lấy banh nó đá tôi. Hồi một thầy ông nói tội nghiệp tới ghê, ông nói trời là trời. Ông là ông phái dạy, ông thấy mình dạy ông mê quá ông phái. Mà vậy mà đầu tiên ông nói ông cũng nghe lời mà anh gầy dựng có 38 đứa. Vậy mà nó cầm theo trái banh, ông nghĩ rằng nó cầm banh theo chứ làm gì đâu. Vậy mà ông nói chuyện một chút nó để trái banh ngay trước mặt ông luôn. Mà xong cái nó lui lại. Nó học giống cầu thủ đá banh, nó lui lại nghe.
để nó định xúc âm vô vô người ổng. Ông nói tao nghĩ dạy rồi. Nhỏ này quậy quá tao dạy không được. Rồi cuối cùng bỏ cuộc luôn. Nó phải không giỡn đó nghe. Nên những đức nói cái lớp học của mình là nhờ đầu tiên niệm Phật á. Nó nhiếp thọ nè. Quang minh Phật hộ chiếu nhiếp thọ mấy đứa bé này nè. Mà bởi vì nó ngồi im gu rồi có những đứa nó không làm gì cho nó ngủ luôn. Nó không dám giỡn, nó không dám chạy giỡn mà nó ngủ. Thấy chưa? Bây giờ mấy vị coi cái chút xíu mà ngồi dưới kìa. Nó ngồi tí ngồi đó, ngồi im gu đó. Ta ngồi ta ngoan ghê chưa? Nó không có cái kiểu mà giỡn như con nít bình thường. Thấy không? Rõ ràng chưa? Đó, rồi nhiều bé mà nhỏ nhỏ đi đến đây á, mà cha mẹ mà đút cơm hoài không ăn, vậy mà những đứa kêu nó con ăn đàng hoàng mới được thương nghe không? Chứ con mà đút cơm mà ngậm hoài mà không ăn là không có được thương nghe chưa? Con nít mà vậy là ai cũng ghét hết nghe không? Vậy mà nó nghe nghe. Ngộ ghê vậy mà nó nghe, giống như bữa đó cô đó có bồng con của lợn. Bồng con là mà đứa bé mà ngộ ghê chẳng. Mình cũng có duyên với nít nó ngộ ghê thì chết. Cổ nói thầy ơi, thầy nói sao cho nó, trời ơi thầy ơi. Đút cơm nó có muỗng mà nó ngậm 5 phút. Mỗi lần nó ăn chén cơm mà trời ơi con bỏ con ăn việc làm thầy ơi thầy. Một muỗng cơm nó ngậm 5 phút, con giả vô mặt nó cỡ nào nó cũng không chịu nuốt. Mà con quýnh nó xong nó ngậm 6 phút. Trời ơi trời. Kinh khủng như vậy nó liền vậy đó. Thầy nói giùm nó thôi, tôi cũng hên xui thôi. Thấy đứa này sao cũng ghê quá, tôi cũng dám hứa. Thôi tôi cũng nói đại, mình nhẩm. Bà nói thầy làm gì vậy? Chị chú à, không có. Trời, thấy mấy cái bài vậy mình cũng làm đại. Mà ẩm lại mà. Mình lại mà làm nè. Ai Di Đà Phật. Mình niệm Ai Di Đà Phật chứ mình có làm gì đâu. Mình nhìn ngay nó mình niệm Ai Di Đà Phật nghe. Niệm Ai Di Đà Phật, tự nhiên cái tâm mình nó dịu xuống nghe. Tự nhiên mình nói con nít mà ăn mà ho mà nuốt mà không chịu nhai nuốt liền, không ai thương con đâu. Con đẹp trai vậy mà con gì là không ai thương con đâu nghe không con. Con phải ăn, con nhai, con nuốt liền con mới được thương nghe. Nè, những đức cho con món quà nè, đeo cái máy niệm Phật vô cần cổ nó. Xong nó nhìn như đức lơm lơm nghe. Nó nhìn nó giống cho quà nó phái á. Cho quà nó phái. Giống như ông già Noel gì sao mà có duyên với nít gì. Ông cho quà. Mà ông già Noel ở đâu mình cũng biết nữa. Mà sao mà ta nói ta Noel gì là ta nói là ông già Noel cho quà nít. Nít nó lại phái ông già Noel. Thấy không? Chỉ cái tiếng vậy thôi. Thì mình nghĩ rằng bây giờ mình cho nó món quà rồi nó phái mình liền. Vậy mà cho nó cái máy niệm Phật mà nói đây là quà nghe con. Cho con quà này nghe. Con ngoan nghe không? Nghe lời nghe, ăn nuốt liền nghe. Bữa sau mà con mà ăn mà con không nuốt liền là mẹ con ẩm ra đây đó nghe. Là thầy Đức không thương con đâu nghe không? Vậy mà nó nghe. Nó bắt đầu là nói về nhà. Bắt đầu bữa sau là mẹ nó đút cho nó ăn. Chậu là chậu nó ăn có 5 phút hết trơn nguyên chén cơm. Bà đến mới nói chậu là chậu sao mà linh dữ với thầy. Ghê không? Nói rõ ràng không quý vị? Mà nói vậy thôi chứ không phải đứa nít nào cũng được vậy đâu nghe trợ. Mấy bà nghe vậy rồi mấy bà bồng ỉ ỉ lỡ đây mà chết luôn á. Cái này là những đức ý muốn phiên quý vị là bị niệm Phật đi. Quý vị dịu cái tâm mình xuống á. Dịu cái tâm xuống là thương cháu. Chứ mình đừng có la nó. Con nít mà mình la nó không thơ thích mình đâu. Nó đã không thích mình là nó không bao giờ mà nó nghe mình đâu. Quý vị nhớ đó, chữ nó la nó là nó không thích đâu. Quý vị coi con nít nhỏ xíu xíu thôi mà quý vị nhìn cái mặt nó bị nói giết hại mày đi, giết hại mày đi, nó khóc nó thấy không? Là nó biết. Mà mình nói nè con dễ thương nè làm vậy đó thấy không? Cự liền. Nhưng mà mình chữ nó giết hại là nó khóc. Có nghĩa là nó thích được nói thương. Thấy chưa? Nên người làm cha làm mẹ nghe, đừng có chữ con khi mà con mà nó lì hoặc là nó cái này kia, đừng có chữ nó. Càng chữ là càng ly. Quý vị cứ làm đúng vậy đi, bị niệm 10 câu Phật hiệu. Niệm 10 câu Phật hiệu nó mà lì nghe, nó ăn cơm mà nó nuốt không vô, nó không chịu nuốt hoặc là nó như ngậm hoài nghe quý vị. Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Phật ơi Phật gia hộ cho con nó ăn nó nuốt đàng hoàng Phật ơi Phật. Cái tâm quý vị vậy nó cũng dịu cái tâm rồi đó. Mà nhờ cái quay lực của Phật gia hộ mà quan gia này nó nuốt liền. Không phải đơn giản nha. Dạy thì thấy đơn giản chứ nếu mà chăng thật làm đi có kết quả liền. Chứ đừng có đem ra đây tôi một ề nghe chợ. Nghe gì mà ẩm là tá lả âm binh chứ. Nghe không? Nó chính bản thân mình làm được á.
thì đặc biệt cái lắm. Nhân đức tập mình là có một cái tính, khi đến với người là hết lòng, trung thật, chỉ cần có tâm vậy thôi. Rồi đối với bạn bè anh em thì có chữ nghĩa. Cũng như những đứa có mấy người bạn thân chơi từ nhỏ tới giờ, mà người bạn hiện tại là đang làm đồ chay, đang làm đồ chay. Mình thấy Phật Pháp hay, mình gặp được Phật Pháp giống như mình thay đổi cuộc đời của mình, sống có niềm vui. Nên mình dùng nhiều phương tiện để dẫn dắt bạn, dù là bạn có gia đình không vô chùa tu luôn với mình, nhưng mà thấy bạn bè thân từ nhỏ tới lớn, nên dùng cái phương tiện chỉ bạn để làm cái việc mà gần chùa, làm được đồ chay bỏ cho chùa. Rồi mỗi tuần chủ nhật vô chùa công quả niệm Phật. Rồi bạn bây giờ ăn chay trường luôn, ăn chay trường, vợ cũng ăn chay trường hết luôn. Rồi lại rủ đường số người dưới quê lên được làm đồ chay nữa chứ. Rồi bỏ đồ chay cho chùa lại có nguồn gốc rõ ràng, rồi được gần chùa chiền, rồi anh em lại biết tu, có tâm cầu giải thoát. Nên đối với bạn bè có chữ nghĩa. Cuộc đời con người mình có khi nhiều bạn, nhưng kiếm được người bạn có tình có nghĩa khó. Khi gặp sự cố gì cái là biết tình bạn liền. Giàu thì đến với mình, nhưng mà nghèo cái khi nó trốn mình mất tiêu. Trong cuộc đời mình thấy rõ ràng là mình nhiều bạn, mà mình thấy rõ ràng đó, có nhiều bạn là như vậy. Nên những đức nói rằng là tất cả các cháu từ khi còn nhỏ học cái chữ chung nó quan trọng dữ lắm. Con người mình trung thành thì tự nhiên ai cũng cảm thấy yên tâm khi ở bên cạnh mình. Còn con người mình mà dễ có tâm thay đổi, tâm phản bội, thì tự nhiên người ta gần mình ta sợ. Cũng như những đức ngày xưa đi làm ở thành phố, mình cũng ham tiền chứ. Nhưng mà đi làm có một chỗ à, cứ nghĩ rằng là ông chủ bà chủ đối xử được quá, đối xử được quá. Mình đi kiếm tiền chỗ khác thấy kỳ, thôi cứ làm hoài. Rồi cuối cùng làm 11 năm đi tu luôn, làm một chỗ không thay đổi. Khi đi tu cũng không muốn thay đổi chỗ tu nữa nghe, mà tự nhân viên nó đưa đẩy. Còn khi niệm Phật thì niệm Phật hoài, cũng chung rồi đó, chung với pháp tu ha. Là tự nhiên cái niệm Phật không à, không có thay đổi. Còn ở đâu là ở được chỗ à, không có thay đổi. Cái chữ chung nó rất là quan trọng. Khi cái tính của người mình mà như vậy đó, thì dù mình đi đến đâu người ta cũng dễ tiếp nhận mình, tại nó thấy mình trung thành. Mà khi mình trung thành rồi, người ta tin tưởng mình dữ lắm, ta giao sự việc lớn cho mình. Mình lại thêm có nghĩa tình nữa, thì con người mình quá đặc biệt. Đó nên tất cả các cháu, các con phải học được chữ chung nghĩa. Đừng có nói nó là cổ đích nghe, nó áp dụng cho mọi thời đại luôn đó. Thời cuộc nào con người có chung nghĩa là con người đó sẽ được tiếp nhận, được người ta thương yêu giúp đỡ. Nên các cháu đến chùa, thí dụ như những đức ngồi gì, những đức thấy có nhiều đứa con gái nhỏ nhỏ con. Khi mình gái á, ví dụ như tuy còn nhỏ nhưng mà tập thành quen á, khi mình ngồi trên ghế cái tự nhiên mình chành bành hai cái chân mình ra, nó coi không có được. Mình là con gái mình ngồi cứ cỡ nào cũng khép nép. Thí dụ như các con ngồi chành bành hai cái chân ra, sau này các con ở ngoài đời con bận đầm bận riếp làm sao? Không lẽ chạy xe chành bành ra chắc mát dữ không? Không, cái đó nó quan trọng lắm, nó tập thành tính quen luôn, không giỡn đâu. Nên gái mình ngồi nó cũng khép nép. Còn trai mà nó ngồi thì có khi nó thông thả một chút thì cái chuyện đó người ta không nói. Còn gái mà mình ngồi mình thông thả quá người ta cũng nói mình đó, không có ý tứ, hiểu chưa? Đó, nên ví dụ mình là con gái mình khép nép, mình ý tứ đi, xấu cũng thành đẹp, xấu nó cũng thành đẹp nữa. Chứ bây giờ mà mình mà tùy tiện, trời ơi, sau này ngoài đời bận đầm bận riết đồ mà nó ngồi thiếu ngồi đại, người ta cười chê mà chết, hiểu không? Nó cái ý tứ người nữ nó nhiều lắm, rất nhiều ý tứ.
Nên từ nơi đó người nữ tự nhiên ý tứ là tự nhiên nó toát ra vẻ đẹp mà. Nhưng mà cái người nữ mà nó không có ý tứ gì chân là tự nhiên xấu à. À, thí dụ như mình ở ngoài đời mà mình thấy con gái mà nó giỡn hết, mà nó chạy mà nó vượt con trai, nó giỡn nó la sùm, hoặc là đi dọc đường mà cầm cái kem mà ăn là liếm là liếm là liếm, mà ăn ngốn ngáo mà vừa ăn vừa cừ, vừa ăn vừa la, là các con thấy nó vô duyên liền. Mà vậy đó mà con trai vậy mà người ta không nói nghe. Con trai mà có cái vậy người ta lại không nói, mà con gái vậy người ta lại nói. Nên người xưa người ta chú trọng, người ta dạy con gái nhiều dữ lắm. Con gái nó có rất nhiều cái lễ đặt vào người con gái. Tại vì sao? Cái nguồn gốc, cái nguồn gốc là cái người con gái sanh con, mà con được ở bên cạnh mẹ nhiều, nên người ta chú trọng, người ta dạy con gái là để người ta sau này người ta cho người con gái này dạy con đàng hoàng. Chứ nếu như mà người con gái này không được dạy gì trơn là sau này nó không biết dạy con. Mà con lại ở bên cạnh mẹ nhiều nhất, mà mẹ lại không biết dạy con thì con nó hư là chắc chắn liền đó. Nên cái chuyện người ta dạy con gái rất là quan trọng. Nên thí dụ như giờ mấy cô đi, mình sanh con gái mình lớn lên chút, mình dạy nó chút chút vậy đó, được lắm á. Thí dụ như bây giờ nói con ơi, lớn lên là mười mấy tuổi rồi nghe, ngồi đâu ý tứ đàng hoàng. Nhưng mà chính quý vị là người mẹ ý tứ á, thì con bị nó ý tứ à. Mình dạy ý tứ cho nó đàng hoàng, rồi mình dạy từ cái việc nấu ăn, mình dạy từ cái chuyện lau bếp, mình dạy từ cái chuyện giặt đồ. Cái chuyện này đừng có mà bỏ phế nghe. Đừng có nói cái thời cuộc này có máy giặt, giặt rồi không cần dạy. Lỡ cuộc đời của con mình nó có sự thay đổi khi nó có chồng sao, rồi nó không biết làm gì, nó khổ cuộc đời nó. Hiểu chưa? Nên cái việc mà mình dạy đứa con mình chút chút đó rất là quan trọng. Từ cái ngồi, cái ăn, cái nói, cái đi, cái đứng, mình dạy con mình chút. Nếu như quý vị mà là người mẹ mà vậy là đứa con gái vì nó không có tệ đâu, chắc chắn quý vị luôn không có tệ. Rồi thêm cái nữa, mình nhắc nhở con gái mình đi học, giờ lớn rồi đã nghe con, lớn rồi chứ không phải còn nít nữa đâu, nghe chưa. Mẹ thấy con mà chạy mà giỡn với mấy thằng trai lóc xóc, mẹ thấy kỳ quá, con vậy coi không có được. Rồi mình chỉ điểm rõ ràng cho con mình nghe. Rồi bắt đầu mình nói là bây giờ con mà đi ra đường, con lớn gì nè, mà mấy thằng trai nó chọc ghẹo mà con tùy tiện con đi theo nó đi chơi đồ này kia nghe, là lỡ có bị cái gì đó là con mang thai có bầu đó nghe. Mình dạy con mình nó rõ ràng, cái tự nhiên con mình nó cũng có nhận thức. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó cái việc mà dạy con gái là quan trọng, rất là quan trọng luôn, không giỡn đâu. Nó nên mỗi một cái con người mà đến với cái cuộc đời này mà tự nhiên được nó tiếp nhận, ta thương yêu là từ nơi cái nền giáo dục chứ đâu. Cái việc này nó quan trọng dữ lắm. Mà một người con gái mà nó nghiêm túc có giáo dục, chồng nó cũng không bỏ. Không, cái dụ như bây giờ hết duyên thì người xa nhau thì cái chuyện này mình không nói. Nhưng mà người chồng nó không thể nào bỏ một người vợ mà đảm đang nghiêm túc được đâu. Hiểu chưa? Nhưng mà nếu mà hết duyên thì dù có đảm đang nó cũng xa nhau thôi à. Hết duyên rồi. Nên con người đến với nhau là có duyên gặp và có nợ thì mới gặp. Nhưng mà nếu hết duyên hết nợ thì xa nhau liền à. Hiểu không? Trong cái cuộc đời này là 100%. Như hồi chiều những đứa gặp cái cô kia, cô gặp những đứa, cô hỏi thầy ơi, bây giờ chồng con nó có vợ bé, mà nó quen con nhỏ nhà kế bên bán quán nước, mà bây giờ con thì con biết rõ ràng luôn, mà bây giờ con muốn dứt phát phức cho rồi, mà sao nó không chịu dứt phát. Những đứa nói chắc tại nó muốn cái nhà hay sao. Cái bà nói ủa sao thầy hay cả, con cũng nghĩ là chắc nó muốn cái nhà chứ đâu có thương con nó đâu, tại nó đi sớm gì muộn hoài mà sao nó không chịu bỏ con. Những đức nói bây giờ cô bỏ cái nhà là nó bỏ cô liền. Cô bỏ cái nhà là nó bỏ cô liền. Nó không, con phải ở nhà thầy, nó đi đâu nó đi con phải ở nhà để cô giữ cái nhà. Tì cái đầu. Những đức nói à, cô cũng giữ cái nhà, nó cũng giữ cái nhà, nên nó làm cả mũi kỳ đà cho cô làm phiền não đó. Cô mà chỉ cần bỏ cái nhà là nó buông cô liền. Nè, bà hỏi như vậy thì con bỏ nhà con đi đâu thầy? Nay giờ bỏ nhà đi vô chùa. Nó trời ơi vô chùa. Vô chùa luôn chứ được thầy không? Nên nó đúng là mình có chùa bự mình cũng ngon ha. Chùa bự mình ngủ người ta mạnh dạn thấy ghê. Tại vì thí dụ như giờ đông người về mình nuôi thêm bà nó đâu có sao. Ăn thua gì đâu.
Mà vô chùa mấy bà cũng đâu có ăn uống gì nhiều đâu, ăn chay, ăn củ quả chút đỉnh. Chứ mấy bà đâu có đòi ăn diện dọn gì nữa đâu mà mình sợ, hiểu không? Nó vô đây bạn mấy bộ đồ lam thì có tốn tiền nhiêu đâu mà sợ. Nên từ nơi đó mà mình mạnh dạn mình ngủ vô đây. Ngủ vô. Ngủ với bà sụt sột vô đây. Ngủ ghê. Không, thật sự nghe, nếu mà ở ngoài đời mà có vợ đố dám ngủ á, không dám ngủ đâu, ngủ nó chém mà chết. Chứ đừng có nói chuyện giỡn chơi, thấy không? Mà tự nhiên bây giờ mình đi tu mình mạnh dạn thấy ghê chà. Tự nhiên muốn ngủ vợ ai ngủ mà ngủ. Ai vô là mình chứa hết trơn, ngộ ghê, thấy không? Nên từ nơi đó, tại vì mình có quyền mình ngủ chứ mình có nói tên tuổi ai đâu. Đó, nên từ nơi đó mà đúng là chùa là tổ ấm ta về. Có những khi con người sống trong cuộc đời này bất an cũng về chùa, mà không bất an á thì cũng về chùa. Các vị thấy không, cái nơi cửa chùa đều là mở rộng vòng tay để chào đón mình rõ ràng. Nghĩa là buồn vui gì cũng đi về chùa được, thấy không? Quýnh bài ăn cũng vô chùa được, mà thua bài cũng vô chùa được, làm ăn mà phát đạt cũng vô chùa được, mà nghèo nàn cũng vô chùa được. Thấy chưa? Nó rất là rõ ràng. Đó, nên từ nơi đó, ví dụ như con người ta đi, người ta làm ăn phát đạt, ta vô chùa, người ta trả lễ, người ta quỳ trước Phật, Phật ơi con cảm ơn Phật gia hộ cho con bữa nay trúng số. Còn khi mà họ không trúng số, họ vô họ nói Phật ơi Phật gia hộ cho con trúng số. Thấy chưa? Có nghĩa là cái hạng như thế nào người ta cũng đi vô chùa được. Nên những đức nói rằng là đúng là mình biết chùa chiền, mà nhất là những ngôi chùa gì đúng là mình cảm thấy bình an. Tại vì mình có chỗ quay về. Ví dụ như Tết nhất đồ năm nay cái mình vô chùa mình ăn Tết thấy vui chưa? Ví dụ như mà mình mà đi được mà cả gia đình mình thì thôi nó quá ấm áp à. Nó quá bình yên, nó không cần lo nghĩ một cái gì. Bây giờ quý vị Tết ở nhà quý vị còn phải nấu cơm, nấu này nấu kia tùm lum. Còn đi vô đây cái tự nhiên mình làm chung với mọi người nó vui quá trời vui luôn. Thấy chưa? Nó rất là bình an nha. Tại sao mà tính những đức mà sao những đức ưa thích rủ người ta về chùa tu vậy? Những đức phái vậy đó. À, ví dụ như người ta về đông là những đức thấy vui, ví dụ như những đức mà ăn cái gì mà ngon ngon những đức phái rủ nhiều người đến ăn. Những đức là tính như vậy, những đức mong các cháu nhỏ đây các con nên có cái tính đó. Thí dụ như mà mình có gì ăn ngon các con nên rủ người ta lại ăn. Cái tâm con người vậy có phước lớn dữ lắm. Chứ mình mà có gì ăn ngon mình giấu mình ăn là các con hẹp hòi lắm. Một đứa bé nhỏ nào ở đây á nghe, mà chỉ cần có cái gì ăn mà giấu hoặc là ngồi chỗ nào cái góc nào để ngồi ăn mình á, là đứa đó không có phước. Đứa đó không có phước đâu. Mình nuôi con, quý vị chỉ cần để ý đứa con mình nghe. Đứa con nào á mà khi nó có cái gì nó ăn mà nó chia cho người ta ăn là đứa con này sau này có phước. Đứa con này mình sống với nó được. Còn cái đứa con mà nó có đồ ăn mà nó không bao giờ cho ai, nó giấu nó đút không, là đứa con này đố mà sau này quý vị sống với nó được. Nuôi con từ khi còn nhỏ, nhìn cái hành động của con là mình sẽ biết tương lai của con. Còn cái đứa con mà trong nhà mà cái gì cũng đem cho anh em, cái gì cũng đem cho anh ta, là đứa con này sau này không có tệ đâu. Nó không có khổ. Cái đứa mà như vậy nó không có khổ. Quý vị đã tin là Phật dạy mà càng bố thí thì càng có nhiều. Người mà có tâm bố thí thì sao mà khổ, đúng không? Nên con mình từ khi còn nhỏ đó, cái món tài sản mà mình cho con mình đặc biệt nhất là dạy con mình tâm lượng phải mở rộng. Thí dụ như nhà mà nấu cái gì ăn, mình làm cha làm mẹ mình tập, mấy người quen quen mình mời lại ăn. Còn có những khi thì gia đình mình đừng có mời ai. Có những lúc gia đình mình phải giữ nguyên vẹn cái gia đình mình, đừng có rủ người ta đến. Nhưng mà có những lúc mình phải rủ người ta đến. Tại vì có qua có lại mới tội lòng nhau. Nếu như chỉ có gia đình mình không thì sau này ai lỡ với mình đây, hiểu không? Đó, nên từ nơi đó mà có cái gì ăn ngon đó là mình chia cho người ta. Mình làm gì được tốt mình chia cho người ta. Cái gì hay mình dạy cho người ta. Chỉ cần một con người mà có tâm vậy thôi là phước lớn dữ lắm. Những đức nói rõ ràng, từ khi những đức gặp Phật Pháp là nó thay đổi cuộc đời là thay đổi cái tâm. Thay đổi cuộc đời là thay đổi cái tâm. Nó nên thấy chùa mình người ta cúng được 10 tấn nếp. Vừa được 10 tấn nếp thôi nghe, mà không có suy nghĩ để cho chùa ăn không đâu, là bắt đầu là chuẩn bị là tính ra, phân nếp ra để tặng cho người 5 ký. Thế được 2.000 phần, đúng không? Cuối năm á mình tặng cho người ta. Để làm chi? Mỗi người có 5 ký nếp là cái lọc của chùa, về nấu cơm nếp cho cả gia đình ăn.
Mình tính đến cái chuyện nghe, mình tính đến cái chuyện mà người đi đến chùa tu là có duyên. Người chưa đi đến chùa ăn, mình tặng cơm nếp này cho họ ăn, nếp của chùa, để cho họ ăn có duyên với chùa. Sau này mình nói họ nghe, ngộ lắm. Quý vị mà cho người ta ăn hoài, bị nói người ta nghe, nó lạ lắm á. Bây giờ quý vị mà nói người ta chưa nghe là do quý vị chưa có cho ăn đủ đô. Ừ, bây giờ thử đi, chờ sớm láng giềng quý vị muốn độ người ta, quý vị cứ có đồ ăn thì cho người ta ăn đi. Vì rộng rãi với người ta đi là vì độ cả sớm hết trơn, độ hết luôn á. Nhưng mà quý vị hẹp hòi làm ta không có thích mình đâu. Nên những đức chia sẻ đầy đủ hết trơn, như ngày sinh nhật đồ này kia đồ xong hết trơn rồi đó. Là ngày sinh nhật là để tưởng nhớ đến công ơn cha mẹ, chứ không phải là đòi quà. Vậy thì tức khắc con người chúng ta là có đạo nghĩa liền, và có chữ chung để mà sống với con người, có đạo nghĩa để sống với tất cả con người. Vậy thì tức khắc cuộc đời của chúng ta sống an vui và hạnh phúc mà. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Như Đức đọc tên những người tên sinh nhật ngày nay nè. Bé Diệu Chí 2 tuổi. Nguyễn Lê Khánh Di 6 tuổi. Trần Nguyễn Phương Thảo 12 tuổi. Phạm Thị Tị 82 tuổi. Trần Thị Trang 5 tuổi. Quỳnh Như Bảo Ngọc 18 tuổi. Đỗ Nguyệt Anh 12 tuổi. Lên đây có tên lên đây. Rồi nhớ đó nghe, ngày sinh nhật là ngày tưởng nhớ công ơn cha mẹ, chứ không có đòi quà của cha mẹ đâu. Nó rồi cả đời mình là mỗi năm sinh nhật là nhắc nhở mình là phải sống làm sao cho có ý nghĩa khi cha mẹ cho mình cái thân này. Vậy là đúng đó. Nè các con, tặng quà cho các con nghe. Tặng cho bà cụ. Đây cháu. Nè, nè cô. Đây quà Bồ Tát Quán Thế Âm nghe. Cô kia áo da sạch. Đây nè con trai, con cầm chắc coi chừng rớt bể nghe. Cầm chắc nghe. Chưa có tới mình. Nè cầm đây nè con. Lại đây niệm Phật tiếng coi, kết duyên coi. Nè ẩm lên coi. Nè con đè đâu con niệm Phật tiếng coi. Niệm niệm coi. A Di Đà Phật. Niệm coi. A Di Đà Phật. A Di Đà A. A Di Đà. Nên phải lớn cho niệm Phật lắm á. Nay tại nó chắc nó đông người nó sợ thì sao, chứ nó niệm dữ lắm. Nít gì chứ có duyên có phước. Thôi vậy thì tặng quà xong rồi đó. Các con xuống dưới đi nghe. A Di Đà Phật. Dạ. Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Từng nào khi học lớp đạo làm con xong, chúng ta cũng có cái lễ phóng sanh. Nguyện đem cái công đức học tập và phóng sanh này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ cái ơn Hòa Thượng xây chùa mà các con được đi đến đây, được học tập cái lớp đạo làm con ở đây. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện cầu an cho ông bà cha mẹ và người thân được bình an hạnh phúc. Và chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện cầu siêu cho củ quyền thất tổ ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hư linh thai nhi vì nghiệp phá thai, và tất cả những người chết mà chưa được siêu thoát đều được hưởng những công đức này, và tất cả các cháu được hưởng cái công đức này. Có những cháu mà bệnh hoạn èo ọt khó nuôi, hoặc có những cháu lì lợm hỗn ẩu với cha mẹ, nhờ cái công đức học tập và cái công đức niệm Phật, công đức phóng sanh này mà các cháu ngoan ngoãn biết nghe lời cha mẹ và học giỏi, làm cho cha mẹ vui lòng lớn lên là sống là con người có ý nghĩa.
Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta đọc tam quy y cho mấy con chim xong mình thả các con. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim các con. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, chúc cha mẹ các cháu và các cháu an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.